Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em ha. Rồi lên cho anh em một cái con máy Robin E15 anh em. Thì đời Subaru con này đời cao ha. Đó, đời nắp bôi e vuông nè. Đó. Anh em phân biệt mà đời ốc còn 7 màu luôn nha. Đời này bôi e vuông nè. Nhìn cái bô lửa nó trắng nè anh em. Đó. Bôi e nó vàng nè. Bát ga nè. Đó, còn sơn phủ luôn nha. Ốc 7 màu hết luôn anh em. Bơm nè. Đó, bơm này bơm Robin luôn anh em. Bơm Robin luôn nè. Là bơm Robin luôn, ốc 7 màu, chưa chạy chỗ ha, nguyên zin hết. Đó. Rồi, con này thì đã dọn nổ rồi nha anh em. Nè anh em, mấy con này á là bô tròn nè. Con đó bô vuông ha nè, anh em nhìn nè. Đó, ốc 7 màu luôn nha anh em. Anh em xem thì liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo em 081507 2225 nha anh em. Bình xăng nè. Ha, nó hơi cắn nhẹ xíu ha. Xăng trong thì nó cũng còn sạch nha anh em. Đó. Đó. Này quên rửa trong này. Thì em đã dọn nổ con này rồi nha. Cho xăng nổ rồi. Con này về anh em mình xúc lại một tí, anh em chốt thì em gỡ ra xúc luôn à. Không biết còn xăng trong bình xăng con không đây. Hên xui đấy nha, thì em đã ấy rồi mà chưa có ấy. Xăng rồi. Rồi bao anh em nổ ngon nha. Anh em mua thì em quay clip ngắn gửi qua cho. Giá con này là 2 triệu 2 triệu tư, bao phí vận chuyển anh em luôn ha. 2 triệu tư đã bao, giá là đã bao phí vận chuyển anh em ha. Đó. Rồi anh em muốn máy chung chung thì Robin 15 thì cũng có luôn nha. Đây 15 này, máy chung chung đẹp chung thì cũng tầm chung cũng có. Hay như con này ha, con này nó hỏng hút xả cũng 60 nha. Đây ngoại hình nè. Tầm chung, máy này thì chưa dọn anh em. Bên đó một con nữa kìa. À bên đó một con nữa kìa. Đó. Đây con nữa nè, con này thì 1 triệu tư. Ha, chưa bao giờ phí vận chuyển còn mất cái lượt rồi, còn giờ xăng trống luôn anh em. 1 triệu tư chưa bao giờ phí vận chuyển nha. Thì con này thì vận chuyển chắc tầm 180.000 ha. Đó, thì con này bên đây cũng 1 triệu tư luôn. Đó. Thì anh em không thích Robin thì có Kubota. Kubota lỗ nè. Ha, giá chỉ có 1 triệu mốt thôi, bao hai lửa cho nè. Đây con nữa nè. Con này thì 1 triệu 2, Kubota new. Ha, Kubota new. 1 triệu 2 tổng hút xả, tổng bộ là hút xả 60 đó nha anh em. Còn muốn xài vít lửa. Vít lửa thì cũng có luôn nha, con này thì văn na. Con này cái bơm siêu to khổng lồ luôn, hỏng hút xả 80 luôn anh em. Con này thì con này bán anh em chịu giữ nha, chưa bao giờ phí vận chuyển nha. Bao hơi lửa cho anh em luôn. Vít lửa thì bao hơi lửa luôn, em chỉnh lửa nha. Chịu giữ nha. Đây còn con này nữa nè, con này 1 triệu 2 nha. Con này vít lửa anh em mà quá keng, quá đẹp. Ha. Robin luôn nha, hỏng hút xả 80 ha, 1 triệu 2 luôn. Đó, rồi anh em mua thì cứ liên hệ em. Rồi thanh lý hai con nè, con này Mitsu, con này bị tuột hơi ha, 82 ha, đủ đồ mà tuột hơi. Còn con này, con này mắc lửa anh em, Kawa GF100 bị bởi cái đầu ga nha, đầu ga bởi nha. Đó, hỏng hút xả 25 thôi. Rồi anh em mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha. Đó.